Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca từ dạt dào yêu thương nhưng vẫn ánh lên chất thép của đôi lứa khi phải xa nhau. Bởi ngoài tình yêu nồng nàn gửi trao nhau còn gắn với tình yêu tổ quốc. Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau, biết chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho muôn dân. Và chính tình yêu dân tộc ấy là động lực chắp cánh cho người lính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang. Sông không rời, ngọt nghe buồn.
đây với ngõ xóm trong đời, đèn phố phường tiếng vui gửi anh khúc hát cuộc đời, từng bừng sông núi sáng ngời. Vừa rồi là bài Gửi anh khúc hát do soạn giả Trần Côn soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư trình bày theo điệu Quân tử Vu Dịch. Quý vị và các bạn thân mến, có người nhớ về thời thơ ấu của mình với những trò tinh nghịch của trẻ con, có người lại nhớ về một người thương đang ngóng chờ một nơi nào đó. Với soạn giả Nguyễn Tôn Hùng thì quê hương luôn là nỗi nhớ khắc khoải. Quê hương chín nhớ mười mong, thân thương hai tiếng ấm nồng tình quê. Dòng sông bến nước bờ tre, đêm đêm ai có nhớ về trong mơ. Nỗi nhớ ấy được viết lên trong bài Thăm lại quê hương. Bài hát sẽ được nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày theo điệu Đường trường bắn thước. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Từng ngày
nối chương trình, chúng ta cùng hướng ra biển đảo, bởi đây chính là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho nước ta. Vì vậy, có muôn vàn trái tim dù chưa một lần đặt chân ra đảo, cũng hướng về biển đảo, dành tình yêu, sự biết ơn tới ông cha đã đắp bồi, gìn giữ. Bởi đây là một phần máu thịt của Tổ quốc ta. Chúng ta tự hào, say mê trước vẻ đẹp của biển, của những vịnh đảo nên thơ. Nhưng hơn hết là nỗi xúc động trước những người đã làm đẹp hơn bức tranh tuyệt sắc này. Bây giờ chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Tú Minh Phương trình bày bài hát Ân Tình Biển Đảo do soạn giả Nguyễn Đăng Việt soạn lời theo điệu hát cách. Sóng xanh gió, sóng xanh mây, rừng san hô đảo nở đầy biển đông. Xa xưa mẹ hát ơi, bà dù sông ấy, quê nhà biển đảo chữ cha. Mộc mạc giản dị giàu hình ảnh, soạn giả Hồ Sĩ Xoan đã vẽ nên bức tranh đất nước ta bằng thơ bằng nhạc. Đó là niềm hân hoan vui sướng khi nhìn thấy sự phát triển không ngừng về mọi mặt của đất nước. Chúng ta cùng nghe top 5 nữ trình bày bài hát theo điệu Lưới Lơ. Đã nghe gió ngày mai thổi lại, đã nghe hồn thời đại bay cao. Núi rừng có điện thay sao, nông thôn có máy làm châu thay người. Quê tôi đang đổi mới hát lên lời, tôi với bay cao. Núi rừng có điện thay sao, lắng nghe 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 ta lắng nghe nghe. Rừng hát đi, rừng hát đi, suối chào ngày xuân.
đồng quê bát nghi ngắn lúa trên đồng như cùng hát vang nghi ngắn lúa trên đồng như cùng hát vang nghi ngắn từ làng gần sáng tới bản xa, sáng từ miền xuôi sáng lên miền ngược. Kìa những công trình cùng nhau đua mọc, rất đỗi tự hào tầm vóc Việt Nam. Tầng cao thì thói mới những công trình tươi giói nguy nga của quốc mình như gấm. Mời quý thính giả cảm nhận nỗi nhớ đong đầy của cô gái tới người yêu trong khung cảnh đêm thanh gió mát, ánh trăng sáng rọi, hương sen lan tỏa, lòng dâng trào nỗi nhớ, nhớ người yêu phương xa. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ nỗi nhớ ấy trong bài Vầng Trăng Ước Hẹn do soạn giả Xuân Mật soạn lời theo điệu Trình Phụ, nghệ sĩ Thùy Linh trình bày. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức. Trăng khuyên trăng nghe
Nón lá gần gũi với đời sống tạo nên nét bình dị, đoan trang, yêu kiều và duyên dáng cho các cô thôn nữ, những phụ nữ một nắng hai sương trên đồng lúa. Đôi khi trên đường xa nắng gắt hay những phút nghỉ ngơi khi làm đồng, ngồi bên rặng tre thường dùng nón quạt cho mát. Bây giờ chúng ta cùng nghe top nam nữ trình bày bài Nón trắng trên đồng do soạn giả Minh Nhung soạn lời theo điệu nón thúng Quài Thao. Ngắm nhìn đồng ruộng quê mình, lòng vui ngỏ ý tâm tình đôi câu. Nắng mưa nón trắng rải dầu, cho xanh đồng lúa hoa màu tốt tươi. Nón trắng ý, nghiêng nghiêng cánh đi trên đồng, đung đưa làn gió thổi cánh nghề non, đào thêm thì lúa đồng ta theo tranh đồng quê mình ta biết sao đi cảnh đi từ ngày vui hội trước sân lê đình theo cùng bước chân người đi là bao ý đời.
Chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Dư địa chí dân ca. Chương trình mới mang đậm tính thực tế trải nghiệm được hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 sản xuất đã lên sóng phục vụ quý thính giả nghe đài. Lắng nghe dư địa chí dân ca, quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với các biên tập viên của chương trình tới các địa chỉ văn hóa, những nơi đã và đang lưu giữ các loại hình dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước Việt Nam. Chương trình có khung giờ phát sóng như sau: 23:15 thứ tư tuần 3 trên hệ VOV1 và 6 giờ chủ nhật kế tiếp trên hệ VOV3. Chương trình còn được phát trên hệ VOV2 vào thứ ba tuần 4 lúc 15:30 và phát lại vào lúc 23:30 ngày chủ nhật kế tiếp trên hệ VOV3. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Nơi đâu có âm nhạc cổ truyền, nơi đó có dấu chân VOV.